có vẻ như người hâm mộ vẫn chưa quên được mối duyên nợ của Chi Pu và Hương Tràm. Mỗi lần nghệ sĩ nào ra sản phẩm, là người còn lại đều bị gọi tên. Tối ngày 16 tháng 12, Hương Tràm bất ngờ tung hình ảnh cho một dự án âm nhạc mới mang tên Tết chỉ cần được trở về. Trên trang cá nhân cô viết. Năm nay, một mình nơi trời Mỹ tuyết lạnh, thật nôn nao chuẩn bị cho một hành trình đặc biệt sắp tới. Sau hai năm vắng bóng showbiz, động thái này của Hương Tràm lập tức thu hút được sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Trong tấm poster nụ tung ra, Hương Tràm mặc một chiếc áo màu đỏ rực rỡ, khung cảnh được chia làm đôi, một bên là Việt Nam, bên còn lại là tại Mỹ. Đồng thời, nữ ca sĩ còn để lại dòng chữ đầy ẩn ý, hai nơi chốn, một hành trình vì điều không thể thay thế, đi để trở về. Nhìn hình ảnh này, nhiều người liên tưởng ngài đến không khí Tết cổ truyền. Đặc biệt, cô còn chia sẻ hai mốc thời gian đặc biệt, từ Việt Nam 25 tháng 12 và từ Mỹ 31 tháng 12. Nhiều người cho rằng đây là mốc thời gian Hương Tràm thông báo thời điểm ra mắt MV bằng 2 múi giờ Việt Nam và Mỹ, để khán giả dễ theo dõi. Được biết, Tết chỉ cần được trở về là sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Hương Tràm và nhạc sĩ Tiên Cúc Kỳ, bộ đời huấn luyện viên The Valkyrie 2017 bên cạnh những bình luận mong chờ sự trở lại của nữ ca sĩ, nhiều người còn tranh thủ ca khịa Chi Pu, đặc biệt là sau sự cố kỹ thuật gần đây. thậm chí nhiều netizen còn táp thẳng tài khoản của Chi Pu trong những bình luận đầy châm biếm. hầu hết các bình luận đều ca khịa giọng hát không ổn định của Chi Pu, thậm chí nhắc lại sự cố chiếc ô hai con đường dài phía trước gần đây để so sánh với Hương Tràm vốn là một giọng ca đầy nội lực của V-pop. còn nhớ khi Chi Pu ra sản phẩm âm nhạc debut, Hương Tràm bất ngờ đang trạng thái bóng gió. Tôi phải nói về cảm xúc quá xúc phạm khi các bạn đưa nghề của chúng tôi ra để cố gắng kiếm tiền. Dù không nhắc tên Chibu trực tiếp, nhưng ai cũng biết Hương Tràm đang nói là nhân vật nào. Thậm chí Hương Tràm còn khẳng định, đàn hơn rất nhiều cô gái ngoài kia phải biết băng lòng với những gì mình có, phải biết băng lòng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Chibu.